Hội Đông Y xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc vừa tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có đồng chí Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đây là đơn vị được Hội Đông Y huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác thực hiện. Nhiệm kỳ qua, Hội Đông Y xã Sủng Trà luôn xác định mục tiêu chủ yếu là đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền nhân dân bằng những việc làm thiết thực. Hội luôn xây dựng tổ chức hội vững mạnh gắn với hoạt động chuyên môn, vận động cán bộ hội viên rèn luyện y đức, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực ứng dụng y học cổ truyền vào công tác chữa trị cho nhân dân. Hội đã tổ chức khám và điều trị cho hơn 3.340 lượt người, trong đó khám bằng y học cổ truyền là 1.864 lượt, số lượt khám điều trị của các ông lang bà mế là 1.251 lượt, còn lại là điều trị bằng châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi. Bên cạnh đó, các lang y bà mế còn cống hiến các bài thuốc quý phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ cho người bệnh. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019-2024 là tiếp tục đẩy mạnh công tác khám và điều trị bệnh bằng đông y, thực hiện tốt luật bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thường xuyên sưu tầm dược liệu, quản lý tốt kỷ cương trong việc hành nghề đông y. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch Hội Đông y xã Sủng Trà nhiệm kỳ 2019-2024.